Những ngày qua, hình ảnh từng đoàn người từ Sài Gòn trở về quê hương sau hơn 4 tháng dịch Covid-19 khiến nhiều người vô cùng xúc động. Những người nghèo không thể tiếp tục bám trụ tại Sài Gòn đã chọn cuộc hành trình trở về quê hương đầy vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, họ cũng ấm lòng hơn khi nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân dọc trên đường về. Vài chai nước, vài gói xôi, gói mì hay vài lít xăng cũng giúp hành trình trở về quê bớt đi những lo âu và trở nên ấm áp. Bên cạnh những mạnh thường quân ẩn danh thì vẫn có những nghệ sĩ của Vbeat âm thầm hỗ trợ cho bà con trên những chặng đường trở về nhà, như ca sĩ Thái Thùy Linh, diễn viên Cát Tường. Tại Cà Mau, diễn viên trẻ Ngô Phương Anh, người được khán giả truyền hình yêu mến với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như Kén Mẹ Chồng, Trong Vòng Xoay Tội Ác, Em Trai Bố Dượng, Bánh Mì Ông Màu, cũng cùng bạn bè đồng hành đón tiếp và giúp đỡ những đồng hương trở về quê. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Vân đang có mặt tại chùa Nguyễn Thái Bình thuộc phường 5 thành phố Cà Mau. Trên những thông tin truyền thông thì chúng ta cũng thấy là những ngày gần đây người dân rời thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều, con số lên đến 100.000 người luôn. Và riêng về miền Tây thì phải nói là những con đường trở về miền Tây là bùng nổ. Và Vân tin chắc rằng chúng ta khi mà nhìn thấy những cái đoạn clip được truyền tay nhau ở trên mạng xã hội thì không thể nào mà kìm được nước mắt của mình, đúng không quý vị? Bản thân Phương Anh thì cảm thấy rất là xúc động mỗi khi mà nhìn những clip đó. Phương Anh thì trở về quê nhà thành phố Cà Mau cũng đã được hơn 3 tháng nay rồi. Và được biết là ở thành phố Cà Mau thì người dân trở về đây rất là nhiều. 3 ngày hôm nay thì Phương Anh cũng đã đi được 3 điểm trường, đó là trường Tiểu học Văn Lang, trường Hồ Đi Kỷ. Và ngày hôm nay thì Phương Anh đến với trường Nguyễn Thái Bình để chia sẻ một chút tấm lòng của mình như là một lời động viên đối với những người dân khi mà trở về quê nhà. Và hiện tại thì Vân đang có mặt tại trường Nguyễn Thái Bình. Đây, cả nhà cũng thấy là các anh cũng đang cố gắng hết sức để bảo vệ người dân, và các mạnh thường quân ở Cà Mau cũng đóng góp rất là nhiều cho quê nhà. Đó là một cái tin rất là đáng mừng. Đây, thế đây ở trong đây trực suốt không hay sao chị? Cảm ơn chị nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Cảm ơn các em nha. Đó, đây là sau lưng Phương Anh là những cái khu ở mà người dân về đây cách ly được diễn ra rất là trật tự. Không khí mà cả nhà đang góp sức để giúp cho bà con cảm thấy ấm áp hơn. Có đường mặt sau không có.
Để rút kinh nghiệm. Dạ đủ rồi. Đủ rồi, đủ 8 rồi. Mấy phần 8? Đủ 8 rồi đó. Mấy phần tiếp theo là gì cô? 3 phần 9 cô. Loại này 4 phần 7. Lấy cái chú bọc cho cô đó, bọc số hết. Dạ, đi vô được. Có gì biết chưa? Rồi 4 phần 7 này chị, rồi là chốt đó. Em mới để thôi là 9 đó. Anh ơi. Cái nước này của mình đúng không? 9 này. Mà dạ. Nước này của mình đúng không? Của mình. Của mình á, ai qua là của mình. Thôi đây con xài 8. Đồng hành cùng với Phương Anh thì có các anh ở thành đoàn thành phố Cà Mau cùng các cô giáo của trường tiểu học Văn Lan, và cũng rất là vui bởi vì Phương Anh đến những cái cửa hàng bán đồ như là bánh bao hay là xôi thì được các cô ủng hộ rất là nhiều và lấy cho mình giá rất là ưu đãi, khi mà nghe là mình muốn chuẩn bị những cái suất ăn gửi vào trong trường để ủng hộ cho bà con cách ly. Đó là một cái điều rất là cảm thấy rất là may mắn khi mà mình thực hiện những cái công việc thiện nguyện này. Và Phương Anh hy vọng là sắp tới đây thì bà con của chúng ta sẽ được thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, và cuộc sống của chúng ta sẽ sớm quay trở lại nhịp sống bình thường. Có một điều chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ là nếu như mà chúng ta có đi làm thiện nguyện thì cũng luôn luôn tuân thủ 5K. Một lần nữa thì Quang xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ tuyến đầu đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ một vùng trời bình yên đến cho bà con. Và Phương Anh xin gửi lời chúc đến tất cả chúng ta, chúc cho chúng ta thật sự bình an, mạnh khỏe và luôn luôn lạc quan để chống lại dịch Covid nha. Xin chào và hẹn gặp lại. To talk happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your